Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà anh em mình gắn một cái máy rửa xe mini rất là nhanh và cực kỳ là dễ dàng. Thì đây là con máy rửa xe Boss 2800. Con này nó sẽ là dùng để rửa ô tô, rửa xe máy, sử dụng điện 220, công suất của máy là 2850 đến 153 và có lực tiêu thụ là 12 lít trên 1 phút. Con này được thương hiệu của BOSS này được bảo hành đến 6 tháng ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách ráp một cái máy rửa xe mini. Đây, mình khui cái máy ra. Thì trong máy nó sẽ có một bộ dây dài 12 m, một súng bằng ruột kim loại, kèm theo là một dây hút nước dài tầm 2 m và một phiếu bảo hành chính hãng, kèm theo là một lọc rác, kèm theo là một cái bình tạo bọt. Đây là cái bình tạo bọt nha. Rồi, ok. Ở đây là cái máy rửa xe Boss 2008. Wow, quá đã luôn. Rồi, thì đầu tiên là mình thấy cái dây hút này. Rồi, mình gắn cái lọc rác vào đây. Rồi, cái đầu này mình một tay bên này ha, tay trái mình có thể ấn vào đây và tay phải mình, nếu như mình gắn thế này thì nó lỏng, thế này nó sẽ hở thì nó sẽ không có hút được ha. Ấn mạnh vào đấy, khi nào nghe cái khập là ok. Xong đó thì mình sẽ bỏ cái này vào xông nước đấy. Vào xuống nước ha. Rồi bắt đầu. Rồi, hôm nay mình gắn sẵn đây rồi đúng không? Mình sẽ mồi nước. Mình làm được như thế này thì máy nó sẽ có cái độ hút rất là nhanh và cái độ bền của nó rất là cao. Rồi, mình gắn điện vào. Bây giờ mình khởi động máy lên ha. Đấy. Rồi. Mình tắt máy đi. Đó, thì mình sẽ gắn một cái đầu dây này vào, đầu dây xịt vào đây. Rồi xong. Rồi một đầu này thì mình gắn vào đây. Đấy. Đây, gắn chặt vào. Đấy. Đấy, ok, mình bắt đầu xịt nhá. Mình bắt đầu khởi động máy lên. Đấy. Và khi máy đầy thì nó sẽ tự ngắt này. Đó, mình xịt nhá. Đây. Sau này mình hướng dẫn gắn bình tạo bọt này. Thì cái dây con roi này nó rất là quan trọng. Nó sẽ có một cái độ kín ở đây, mình gắn vào đây. Đó. Và mình bỏ xà bông vào đây. Và mình để mình ấn mạnh vào thì nó sẽ tạo có một cái bình tạo bọt ở đây. Và sau khi mình sử dụng xong rồi thì mình lẩy nó ra. Lẩy mạnh phát là nó ra. Đó. Ha. Khi mà anh em mình đang để như vậy, để máy thế này thì trong máy nó sẽ có áp thì mình sẽ không bao giờ mình vặn được ha. Đây, mình không thể vặn được, không bao giờ vặn ra được, bởi vì một số anh em là để như thế này và lấy cà lê mổ lết là vặn cho hư cái đen này luôn, thì nó còn có áp mà. Đó, thì ngay bây giờ mình bật nó lên cũng mở được ha. Thì mình muốn hướng dẫn cho tất cả anh em mình á là đây, rút cái dây nguồn cấp nước này, rút hẳn nó ra. Đó, xong mình xịt nhá. Đấy, xong mình xịt này. Đây. Đấy. Nó hết áp rồi. Đấy, hết áp rồi ha. Đây, coi đây. Hết áp rồi ha. Rồi mình tắt này. Đó, và mình tháo nhẹ nhàng này. Đấy. Tháo nhẹ nhàng ra thôi. Đó, thì khi mà mình sử dụng xong rồi á, mình vệ sinh xe xong rồi
mình làm cái thao tác như ban nãy á, mình rút ra đấy, rồi sau đó mình cuốn lại và mình sẽ cất đi đó, mình sẽ cất gói gọn ở một chỗ nào đấy mình cất đi. Thì nếu như mà các bạn mà làm được như thế này á thì cái chất lượng của máy nó sẽ bền hơn. Khi mình sử dụng xong rồi thì mình nên tháo áp ra, xịt hết áp đi và để cái chế độ máy không thì máy nó sẽ bền. Còn một số anh em thì không biết, chưa biết dùng ấy thì cứ để áp như vậy thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến dây, dây áp lực nó thể chịu, nó là rất là dễ hư hỏng. Quá trình lâu ngày nó sẽ bung, nó sẽ hỏng. Đó, và mình cố gắng mình rút hết dây ra và mình xịt cho hết áp đi là máy nó sẽ rất là bền. Đó là cái thao tác của cái máy gắn máy rửa xe Boss 2800A. Thì con máy Boss này hiện tại thì giá em Minh hiện tại nhá, đầy đủ phụ kiện như thế này. Đầy đủ phụ kiện ha, dây 12m, súng, rồi là bình tạo bọt, đầy đủ phụ kiện. Thì giá con máy 1.900.000, miễn phí ship và giao hàng đến tận nơi. Và máy được bảo hành lên đến là 12 tháng. Đó, thì tất cả anh em được kiểm tra hàng và trước khi thanh toán tiền được test máy và thử máy. Rồi mình xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình những video lần sau. Anh em nào thấy hay hãy đăng ký like, cũng đăng ký like cũng như là ủng hộ để đăng ký kênh của mình. Xin được cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và gặp lại.